Hai Sang chào tất cả mọi người nha. Hồi nãy đi làm về thì Sang có ghé mua được một số bột mì với bột nếp với lại một bịch đậu xanh. Hôm nay Sang định là làm một cái món là bánh cam xiên que nha mọi người, để xem Sang ăn như thế nào. Bây giờ Sang với mọi người sẽ cùng nhau đi ra cái phía bờ giếng, mình ra đó mình làm bánh cam cho nó mát mẻ mọi người. Hôm nay đi thì có ở kia kìa, ở kia là con chó con nhóc Hậu nha mọi người, nó mới mua, nó cái mực 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 đi nè, đi nè. Hậu thì hôm nay nó đi học rồi, một xíu về thì nó sẽ ra ăn với Sang, 5 giờ nó mới về. Thôi giờ mình đi ra ngoài bờ giếng nha, con Phèn thì nó đang chạy trước rồi. Đặt đồ xuống đây thì hôm nay nguyên liệu của Sang để làm bánh cam thì có một nửa ký bột gạo nha mọi người, 1 ký bột nếp, đây là bột nếp với bột gạo giống nhau, với lại nhân là sẽ làm bằng nhân đậu xanh, đậu này đậu xanh, với lại đây là một ít đường nữa, nửa ký đường. Hôm nay Sang sẽ bắt đầu làm bánh cam, bây giờ sẽ bắt đầu là mình đi nấu một cái bếp lửa mà nấu nhân nha mọi người. Còn cái con dọn này thì nó, cái con này là cái con mực con Hậu, nó đi nó thích, rất thích đi theo Sang nha. Còn con Phèn thì mỗi lần tới là nó chạy vô cái căn nhà chòi của Sang ngủ nó. Trong thời gian chờ đợi cho cái phần đậu xanh của mình nó chín thì Sang sẽ bắt đầu làm cái phần vỏ bánh nha. Thì phần vỏ bánh này Sang dùng cái củ khoai tây này, mình sẽ dầm với đường nha mọi người. Đó, dầm với 200 g đường. Đây là bịch nửa ký, sẽ dầm một nửa. Đó. Cái này là mình sẽ dầm nhừ nó ra để mình trộn vô trong cái bột này nè, bột bột nếp, để cho khi mà mình chiên á nó sẽ không bị nổ nha mọi người. Rồi dầm nát ra. Rồi một xíu mình sẽ cho nước vô sau. Khoai này là khoai tây nên nó rất là thơm luôn. Giờ Sang với mọi người sẽ cùng nhau bắt đầu mình làm phần vỏ bánh nha. Thì phần vỏ bánh này chủ yếu là làm bằng bột nếp nha mọi người. Còn bột gạo với lại bột nổi các thứ chỉ là một phần nhỏ thôi. Giờ tôi sẽ cho gần 1 ký bột nếp nha. Còn dư mình để đây, mai mốt sang là làm tiếp một cái loại bánh khác cho mọi người. Đó. Với lại một ít bột bột gạo để cho nó dẻo hơn mọi người. Một ít thôi. Bột gạo thì khoảng tầm 10 g, 20 g là được nha mọi người. Còn đây là bột bột nổi nha, để cho cái bánh của mình nó căng tròn lên á. Thì cái này thì mọi người cũng không cần làm nhiều đâu, chứ để nhiều thôi, khoảng một nửa bịch này, một bịch này khoảng 100 g, khoảng 50 g là được nha. Nhiều quá thì nó sẽ sình rất là to. Với lại bột bắp, bốn loại bột mình trộn lại chung nha mọi người. Bột bắp này thì cũng không có không 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 lấy nhiều, Sang chỉ lấy được khoảng tầm một nửa bịch thôi, không có gì để đo nên cái độ đại, nhưng mà một nửa bịch là được nha. Đó, cái này là theo công thức ngày xưa của mẹ Sang. Rồi mình sẽ đảo đảo khô nó lại. Cái này thì đó, mọi người đảo cho đều lên luôn. Xong rồi Sang sẽ cho cái phần mà đây là cái phần nước khoai tây với đường hồi nãy Sang đã khuấy lên mọi người. Nó sẽ khi mà khuấy á thì đường nó tan ra thì nó sẽ ra nước kiểu này nè. Giờ mình sẽ cho vô chung hết luôn. Đó, vừa chế vô mình vừa quậy nha. Đây là một cái công thức đặc biệt của mẹ Sang làm bánh cam. Thì mẹ Sang ngày xưa hay làm bánh cho Sang ăn lắm, cái bánh loại bánh gì cũng biết làm hết á. Nhưng mà
Sang chỉ học theo thôi nha mọi người, không biết làm được hay không đó là một chuyện. Giờ mình sẽ quậy khi nào mà bột nó xoắn lại luôn nha. Cây bột này thì mọi người nhào đến khi nào mà nó chặt lại, nó không còn dính tay kiểu giống như Sang nữa là được nha mọi người. Giờ sẽ bắt đầu là bỏ nó vô trong cái thau mình ủ men nó khoảng 1 tiếng rồi mình đem ra mình nặn thành vỏ bánh nha. Đó, giờ sẽ bỏ nó vô trong cái thau. Rồi, làm này thì cực lắm. Đây là phần nhân bánh đậu xanh thì mọi người nấu khi nào nó sệt lại kiểu này là mình sẽ múc nó ra nha. Giờ sẽ múc nó ra mình bỏ lên tàu lá chuối mình cho nó nguội. Trong thời gian đó thì mình sẽ tiếp tục đi làm vỏ bánh. Đó, mọi người thấy nó sệt không? Nó sệt nó kẹo lại kiểu này là được nha. Đây là phần vỏ bánh mà Sang đã ủ men trong 1 tiếng nha. Bây giờ sẽ bắt đầu là nặn thành thành phẩm nó luôn, thành bánh luôn. Còn đây là cái phần nhân mà Sang đã nặn nó ra nè. Đó, từng viên cục nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, mình bóc vô trong đây, bỏ vô trong giữa. Đó, gói nó lại như vậy. Rồi, vo tròn. Đây, vậy là ra một cái bánh nha mọi người. Sau một hồi sẽ rắc mè phía ngoài. Giờ sẽ tranh thủ và làm hết cái này luôn. Đó, mình làm tiếp một cái nữa nha. Đó, cái này thì mọi người bóp hình nó ra, nặn ra. Tại vì có bột nổi vô mọi người nên nó rất là đơn giản, rất là dễ làm. Tại vì bột nổi nó dính lại mà. Mọi người chỉ cần xoay một vòng tròn đó thì ra một cái bánh nha. Đây là số bánh cam mà Sang vừa mới làm xong nha. Bây giờ là tiếp tục mình sẽ rắc cái phần mè này phía bên ngoài vỏ cái bánh cam. Đây là mè mè trắng nha mọi người. Sẽ đó, mình cứ rắc chỗ này thôi là nó tự dính lên trên. Một hồi mình lăn sơ một lần nữa là cái bánh cam mà Sang đã rắc mè xong nha. Bây giờ sẽ bắt đầu là bỏ cái bánh cam này vô trong chảo dầu và mình chiên nó lên nha mọi người. Chảo dầu này thì mọi người bỏ đừng có sôi quá, vừa vừa thôi, tại vì cái mè nó mau chín lắm. Đó, giờ mình sẽ bỏ hết vô trong. Cái này là bỏ vô thì mình chịu khó đảo một xíu. Rồi, chiên theo từng mẻ thôi. Giờ sẽ đảo đều lên nha. Đó, mọi người thấy nó đổi màu chưa? Giờ sẽ chiên khi nào nó vàng đều hết luôn nha. Bột thì nó cũng rất là mau chín nên cái bánh cam này cũng chiên thì cũng nhanh thôi, từ tầm khoảng 5 đến 10 phút là nó chín rồi. Mấy cây bánh cam mà Sang đã làm xong nha mọi người xem nè, rất hấp dẫn luôn. Nó kiểu giống như là mấy cái cây gì mà phải đương nít hay ăn á, mấy cây gì ta quên mất tiêu rồi đó, nhưng mà nó rất là thơm luôn mè khi mà mọi người chiên á. Để Sang lấy cái cây nào nó cứng cứng xíu dễ cầm đây nè, mọi người thấy không, mè khi mà mọi người chiên nó bốc cái mùi ra rất thơm nha. Giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang thưởng thức mấy cái cây bánh cam xinh que của Sang nha. Đó, rất hấp dẫn luôn. Rút từng cái ra. Quên mời cả mọi người nha. Rất là ngon luôn. Cái phần nhân phía trong á, phần đậu xanh nó rất là béo nha mọi người. Rất ổn. Sang sẽ để mấy cây lại cho mẹ Sang. Đây nè, cái này mọi người có thời gian thì hãy làm nhỏ hơn một xíu nha, thì mình xiên nó đẹp hơn với lại nó ngon hơn, vừa miệng mình ăn luôn. Cái này sao xiên cũng to quá. To quá thì cắn không vừa mọi người, cắn được nửa cái. Mọi người xem phần đậu phía bên trong nữa nè, nó nhừ ra rất là đẹp luôn nha.
với lại nó ngọt nữa, Sang bỏ nhiều đường mà. Ngon quá. Cái loại này là loại bánh cam mà mẹ Sang làm nha. Còn có một loại bánh cam ở ngoài chợ bán nữa, là một loại nữa là người ta đổ đường phía ngoài mọi người. Cái loại đó thì ngon hơn. Nếu mà có dịp nào đó Sang sẽ thử làm cái loại bánh cam ngào đường phía ngoài nha. Sang lựa mấy cái nào nhỏ nhỏ cắn vừa miệng cho nó ngon. Mấy cái này to quá. Mới đầu nó nhỏ à, mà mọi người chiên là nó phải sẽ nó xù ra, tại vì nó có bột nổi á, nó bự ra. Mọi người xem cái này nè. Nó chảy cả cái phần nhân phía bên trong luôn nha. Rất ngon. Mè thì mọi người nhai á, nó lớp bớt trong miệng rất ngon luôn. Chỗ này chắc bữa nào Sang đổi nghề đi bán bánh cam á. Đây mọi người xem phía bên trong của cái bánh cam nè. Cái phần đậu xanh nó rất là dai luôn nha, rất là dẻo luôn, đó mọi người thấy không? Ăn rất là ngon. Đậu xanh nó dẻo nhưng mà bỏ vô miệng mình nó tan ra luôn á. Sẽ xé ra cho mọi người xem nè, đó mọi người thấy nó dẻo không? Nó khó hơn à. Thực sự mà nó làm cái bánh cam này nè mọi người, rất là cực luôn. Sang làm từ 4 giờ chiều tới giờ là gần cả 6 giờ mấy rồi, trời tối hẳn luôn à. Mới được ăn nha. À, mình thấy không? Nhìn trong mấy cái hộp mè phía ngoài rất hấp dẫn luôn. Và nhiều bạn á hỏi Sang là tại sao phải ngồi dưới nước này ăn mà sao không ngồi lên bờ ăn cho nó thoải mái, tại vì á cái chỗ này nè mọi người, Sang ngồi xuống là có một cái cục đá phía dưới nha, giống như là một cái ghế vậy, còn phía trên đây là cái bàn. Tại vì Sang không có cái bàn ở chỗ kia nên phải ngồi chỗ bờ giếng này ăn. Để mọi người có thể thấy là cái mặt của Sang và cả cái bánh cam để chỗ này nha. Chứ không phải là Sang muốn ngồi dưới đây rồi than vãn này kia đâu. Giống như mấy bạn chửi Sang á, thì Sang nói luôn ở đây cho mọi người hiểu. Bây giờ có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây và đi về nha mọi người. Tại vì trời nó cũng khá tối rồi. Mấy bữa nay thì Sang làm về hơi trễ á, nên quay clip trễ cho mọi người xem. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Sang xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.